Chào các bạn, hiện tại mình đang có trên tay là con Wiko Sunny Bar Plus. Con này đang bị treo logo và quên mật khẩu màn hình ấy. Còn có treo logo, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách fix reset nó về phục vụ cả gốc và phím cứng của con Wiko Sunny Bar Plus này. Đây, mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Đây nha, đây là con đây ta có dùng đấy, Sunny Bar Plus đây. Rồi bây các bạn tháo pin ra, tháo pin nha. Các bạn chuẩn bị một cái dây cấp nguồn, có thể cắm vào máy tính hoặc cắm vào sạc. Dây cấp nguồn USB này. Ở đây các bạn cắm pin vào, lắp vào đây. Các bạn bấm giữ phím nguồn phím trên nhá, phím tăng âm lượng, không phải phím nguồn nhá, giữ mỗi phím tăng âm lượng thôi nhá, không bấm phím nguồn, mình nói nhầm. Rồi đây, giữ phím nguồn cắm USB được rồi. Rồi giữ phím nguồn nha, bao giờ sáng màn hình thì bạn bỏ phím, không phải phím nguồn nhá, mình nói nhầm, phím tăng âm lượng. Rồi thả ra, nó lên cái chữ Wiko, nó bạn thả ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào giao diện Android Recovery. Đấy các bạn, để nhà mình cho lên gần tí cho các bạn xem. Rồi các bạn bấm dùng cái phím giảm âm lượng, bấm xuống đấy, Wipe Data Factory Reset, xong bấm phím nguồn đấy. Bấm phím nguồn, bấm phím giảm âm lượng để chọn diện. Bấm phím nguồn lần nữa. Rồi đấy, như vậy là xong, là máy đã trở về trạng thái ban đầu. Bây giờ các bạn chọn vào cái dòng trên này nhé. Đấy. Bấm phím nguồn. Phím nguồn. Bây giờ các bạn chỉ đợi máy khởi động lên. Để cái chân này cao ạ. Bạn chú ý là các bạn chỉ cần cấp nguồn, dây nguồn và bấm phím tăng âm lượng thôi, thì nó cũng chuyển về cái mục Android Recovery cho các bạn, để các bạn về cả đà gốc. Rồi, ở những dòng Android 8 này hoặc là Android 6, Android 8 này sẽ có cái nó bắt đòi hỏi cái tài khoản Gmail. Thì video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cái VPAT, cái tài khoản Google của con Sunny Bar này. Đợi hơi lâu một chút vì cái này đấy, thì nó chọn giao diện này, thì mình sẽ bấm vào và chọn tiếng Việt. Bấm bắt đầu. Rồi đấy, bây giờ các bước thì bạn bỏ qua các bước bình thường thôi, bạn đăng nhập wifi vào. Rồi nó sẽ kiểm tra cập nhật, nó phải mất vài phút đấy. Các bạn đợi quán đợi một chút nhé.
trí các bạn phải kết nối với wifi nhé. Hoặc là có thể dùng sim để chạy dữ liệu di động cũng được. Thì kiểm tra được cập nhật. Rồi, bây giờ các bạn chọn là thiết lập như thiết bị mới. Bây giờ nó sẽ chọn nếu mà ở cái video này mà nó bắt mà chọn cái tài khoản trước ấy, mình sẽ phải bypass cái account Google. Thì các bạn là xem video sau của mình nhé. Mình sẽ để link ở bên dưới video. Video mình chỉ hướng dẫn các bạn là thực hiện phím reset một phím cứng của con Sunny 3 Plus này thôi. Đấy. Đây nha, đến cái đoạn này thì các bạn xem video sau mình nha. Để đặt lại thiết bị này, hãy tiếp tục đăng nhập vào tài khoản Google đã được đồng hóa trước thiết bị này. Đấy, bây giờ các bạn có đăng nhập những cái tài khoản của các bạn thì nó cũng sẽ không thể vào được, kể cả đăng nhập tài khoản Gmail mà các bạn của các bạn đấy, nhưng mà không phải là của cái trước khi mình reset đấy, của cái máy này ấy, thì nó sẽ không vào được. Đấy là các bước xác minh tài khoản Google. Rồi các bạn, mình sẽ hướng dẫn ở cái phần này ở video sau, mình sẽ để link bên dưới. Rồi sau đây video hướng dẫn các bạn reset vào phím cứng của mình đã kết thúc. Các bạn hãy like, chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh mình nhé. Chào các bạn.